Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và comment góp ý các ý kiến của các bạn nhé. Đại thiên thế giới, ở tập trước, sau khi ba người tiêu viêm thành công đột phá chúa tể mạnh nhất ở trong thế giới mới thai ngén ra, sau đó ba người đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hắc ám ở cách đó không xa, liền cấp tốc chạy đến. Khi tới nơi, ở trên tòa tụ linh sơn này, hắc ám dường như có linh tính, đã ngư tụ ra một con cự long khổng lồ đang cố gắng phá vỡ giam cầm của bốn vị đại tôn mạnh nhất của thiên nhiên giới, Tiêu Viêm thấy thế liền tài lanh ra tay giúp đỡ, con cự long thấy thế thì càng tức giận hơn, không ngừng gầm thét, phát ra thế công càng cường đại hơn, răng rắc, theo một tiếng răng rắc vang lên, hỗn độn kim trung đang giam cần con cự long màu đen đã vỡ tan lên, cự long bắt đầu hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, mọi người trong lòng chợt lạnh, trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ vô cùng, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, tứ đại cổ thần liên thủ toàn lực công kích, vào giờ khắc này toàn bộ đều bị đạo hồng lưu màu đen này thôn phệ, hầu như không còn ngay cả xích cơ ở trên viêm nhất đạo đã tới đăng phong tạo cực kia cũng là vẻ mặt giật mình lực lượng bọn họ thi triển cho dù là đệ tam thần khác cũng phải tránh mũi nhọn hiện giờ lại trong nháy mắt bị tan giã đây quả thực không thể tin được ha 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 cùng bản thần linh đối nghịch chính là kết cục như thế các ngươi tốt xấu cũng là đệ tam thần nếu như thuận theo cùng bản thần linh hôm nay liền lưu các ngươi một mạng muốn chúng ta thuận theo ta ác chi linh ngươi người si nói mộng đám người thương uyên cổ thần lần nữa thúc giục lực lượng thần trong cơ thể muốn phá vỡ vây khốn nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải khai, không tốt, tên tà ác chi linh dĩ nhiên muốn dùng chiêu này thôn vệ phiến thiên địa vạn vật, thật sự là đáng chết, tứ đại cổ thần cảm thấy không ổn, trong lòng tức giận liên tục kéo lên, nhưng là bây giờ thân thể của mình lại bị vây khốn, không cách nào hành động, đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi, tiếng nói vừa dứt, đại hồng lưu trực tiếp hướng về tứ đại cổ thần lao tới, thấy thế, tứ đại cổ thần ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, cắn chặt răng, muốn tận khả năng phá vỡ hào quang màu đỏ có thể thoát đi nơi này, nhưng là cho dù hắn nghẹn đỏ mặt, cũng không cách nào phá vỡ đệ nhị thần lực lượng quang hoàn nguy hiểm càng lúc càng gần, nếu như bọn họ bị dòng lũ lớn này thu vệ trong đó, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương, đáng giận, ngay tại thời điểm mọi người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một đạo hỏa diễm màu trắng từ phía sau bọn họ lan tràn ra, trong nháy mắt một đạo hỏa hài màu trắng vô cùng đồ sộ xuất hiện, ở quanh thân bọn họ, hướng dòng nước lũ lớn nên diện mà đi, theo ngọn lửa màu trắng này xuất hiện, trên không gian ngày hôm nay dĩ nhiên bắt đầu trở nên hư hư thực thực, hơn nữa tản mắt ra một cỗ lực lượng bản bản nguyên vô cùng đáng sợ, cỗ lực lượng bản nguyên này, không phải thánh hỏa cùng những ngọn lửa khác có thể so sánh được, bởi vì nó là thần hỏa, phát tán ra chính là hỏa thần bản nguyên, coi như là thần trích cũng phải kim kỵ. nhìn biển lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện, bốn đại cổ thần ánh mắt khẽ động, trong lòng hơi kinh hãi. đây là, trong đó đặc biệt là cơ một trong những người tu luyện hỏa đạo. lúc này cho dù là nàng cũng cảm giác được mình bị hỏa diễm màu trắng này tản mắt ra hỏa thần bản nguyên chấn nhiếp, cỗ uy năng kia đủ để hủy diệt tất cả vạn vật. tứ đại cổ thần nghiêng đầu nhìn về phía nam tử gầy gò áo bào đen phía sau, hắn thế nhưng thoát khỏi trói buộc của tà ác chi linh trên người đều là bị ngọn lửa màu trắng bao vây, làm người ta cực kỳ chấn động, biển lửa màu trắng lan tràn trên dòng nước lớn màu đen, lúc này cũng không xuất hiện tình huống bị dòng nước lớn nuốt chừng, bởi vì lúc này, bản nguyên hỏa thần ngọn lửa màu trắng bộc phát ra lực thôn vệ kinh người, lúc này đây dĩ nhiên dưới sự lan tràn của biển lửa màu trắng, dòng nước lớn màu đen liên tiếp bại lui, bắt đầu dần dần tan tác, một mặt này làm tất cả mọi người thất thanh, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, lặng lặng thưởng thức chiến đấu khó có thể tin, chỉ có song phương năng lượng trong lúc đó thôn vệ chi thanh, đừng đi ra mất mặt xấu hổ, một đạo thanh âm già nua từ trong miệng Tiêu Viêm vang lên. Đây không phải là thanh âm của phần lão, mà là thanh âm do Huyễn hư bản nguyên phát ra, cũng chính là vị lão nhân tóc bạc kia. Thần hỏa chính là đại trụ bên trong dưỡng dục sinh ra thần vật, coi như là thần trích cũng không dám cùng chính diện đối kháng. Thần hỏa hòa thần bản nguyên, có thể thiêu hết vạn vật thần linh uy năng. Tuy rằng thần hỏa vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là thần vật mà tất cả thần trích đều muốn có được. Mà lúc này thần hỏa lực lượng do lão nhân tóc bạc khống chế thân thể tiêu viêm bộc phát ra, còn chưa luyện hóa Huyễn hư thần hỏa, cho dù là tiêu viêm, cũng không có năng lực thi triển ra thần hỏa lực đáng sợ như thế ha ha, tiểu tử, lại để lão phu giúp ngươi thu thập tàn cục, tuy rằng lão nhân tóc bạc nói như vậy, trong lòng lại không có ý trách Tiêu Viêm, bởi vì ngày sau Huyễn Hư Thần Hỏa bản nguyên vẫn sẽ bị Tiêu Viêm luyện hóa, đến lúc đó, Tiêu Viêm mới thật sự là người có được Huyễn Hư Thần Hỏa chi lực, Huyễn Hư Thần Hỏa mượn thân thể Tiêu Viêm, mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nhưng trong thời gian dài Tiêu Viêm cũng không thể thừa nhận ngọn lửa hỏa thần bản nguyên này, lúc này cặp mắt hoa sen của lão nhân tóc bà kia bắn ra một vòng lửa, gọn lửa màu trắng làm thân thể tiêu viêm trở nên càng thêm hùng hậu nhiệt độ trong thiên địa trực tiếp tăng lên tới một điểm giới hạn không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ lực đốt cháy đáng sợ trong biển lửa màu trắng trực tiếp thiêu hủy đạo nước lũ màu đen cuối cùng kia hầu như không còn cái gì khắc sắc cự lông làm sao cũng không nghĩ tới chiêu thức cường đại của mình lại bị thần hỏa đánh tan càng không nghĩ tới chính là ở trên người nhân loại kia thậm chí có thần hỏa thật sự là vô cùng khiếp sợ thật sự là đáng chết, dưới tiếng gào thét điên cuồng của cự long màu đen, biển lửa màu trắng cũng không có ý tiêu tán, mà hướng về phía cự long màu đen trên thần linh phong vọt xuống, biển lửa màu trắng trực tiếp đem cả tòa thần linh phong đều bao phủ ở trong đó, sóng nhiệt cực nóng bắt đầu vô tận thiêu đốt tà ác chi linh trong đó, các ngươi lại dám như vậy với bản thần linh, các ngươi chờ cho ta, hắc sắc cự long thân thể bắt đầu phân ly đi, lại biến thành rất nhiều hắc khí lơ lửng trên không trung, mà ai cũng không biết, tại đây vô số hắc khí có một đạo hắc khí dĩ nhiên chui vào thần linh phong bên trong, còn lại hắc khí toàn bộ bị màu trắng hỏa dưỡng sở thô phệ đợi đến khi trên thần linh phong không có một chút tà ma khí biển lửa màu trắng này mới dần dần tản đi theo tà ác chi khí biến mất mảnh thiên địa này lại khôi phục đến trạng thái bình thường bốn phía lại có tinh thuần nguyên khí bắt đầu lan tràn tới mảnh địa vực này nguyên khí vốn bị hắc khí ăn mòn cũng khôi phục lại giờ khắc này chuyện trong tân thiền rốt cục triệt để giải quyết trên trên trời biển lửa màu trắng đều thu về trong cơ thể thanh niên áo đen một cỗ cảm giác suy yếu từ trong cơ thể lan tràn tới toàn thân tiêu viêm lập tức từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược cao cấp tiên phẩm ăn vào thúc giục thế giới lực trong cơ thể đem dược hiệu của đan dược đều phân giải tới trong máu cốt của mình. Qua một lát thời gian, tiêu viêm khí sắc cũng dần dần khôi phục lại, nếu không là lúc này đây để huyễn hư thần hòa bản nguyên tự mình xuất thủ, chỉ sợ hậu quả phi thường nghiêm trọng. Tiêu viêm hít sâu một hơi nghĩ thầm, ngày sau nếu như đem thần hỏa luyện hóa, như vậy lực lượng bản thân nhất định có thể siêu thoát chúa tể nhập vào thần luyện, chỉ là hỏa thần bản nguyên trong đó chính là lực lượng của thần, cần trồng thần cốt trong cơ thể mới có thể chịu tải lực lượng của thần, cho nên tiêu viêm vẫn không luyện hóa huyễn hư thần hỏa chính là bởi vì trong cơ thể không có thần cốt, muốn thành thần nhất định phải có thần cốt, bằng không lấy thân thể nhân loại là không cách nào thừa thần. Sau khi cự long màu đen bị biển lửa trắng thiêu đốt hầu như không còn, hào quang màu đỏ vốn vây khốn tứ đại cổ thần cùng với đám người lâm động mục trần, cũng theo đó tiêu tán, mấy đạo thân ảnh lướt tới bên cạnh Tiêu Viêm, tứ đại cổ thần đánh giá một phen, Thương Nguyên cổ thần mở miệng nói, "Tiêu Viêm tiểu hữu, không nghĩ tới người lại có thần vật như thần hỏa." Tiêu Viêm nghe vậy chắp tay nói, "Trước đó không lâu chỉ là may mắn đoạt được thần hỏa trong di tích kỳ nguyên." Thương Nguyên cổ thần cười to một tiếng vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, Ha ha, may mắn, nếu như cái này cũng có thể tính là may mắn, những cường giả muốn đoạt được thu phục thần hỏa thì tính là gì? Tiêu Viêm tiểu hữu thật đúng là khiêm tốn, thần hỏa là cái gì, bọn hắn trong danh sách thần đều là biết, cho nên nhìn thấy trong cơ thể Tiêu Viêm đạo thần hỏa này, về sau bọn hắn khó tránh khỏi điều lộ ra vẻ khiếp sợ, coi như là bọn hắn đã nhập vào thần liệt, đạt được càng cao cấp thần chi lực lượng, đối với thần hỏa bực này thần vật đều là thập phần thèm nhà dãi, Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu ta đoán không lầm, đạo thần hỏa trong cơ thể ngươi hẳn là Huyễn hư thần hỏa xếp hạng thứ 9 trong cửu đạo thần hỏa, Kim La cổ thần đầu tiên là đánh giá Tiêu Viêm sau đó mở miệng nói, tiêu viêm cũng không có phủ nhận gật gật đầu. Tại thời điểm tiêu viêm gật đầu tán thành, ánh mắt tứ đại cổ thần đều là trở nên một tia khiếp sợ, trong đó đặc biệt là xích cơ ở trên viêm nhất đạo đạt tới đăng phong tạo cực, sắc mặt của nàng càng lộ ra vẻ khó có thể tin, bởi vì phải biết rằng, lực lượng của thần hòa cho dù là thần trích cũng không thể nắm chắc đi thu phục, huống chi thực lực của tiêu viêm chỉ là tam liên thánh giả trung kỳ mà thôi, làm sao có thể thu phục được loại thần hòa này, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tiêu viêm có thể thu phục huyễn hư thần hòa là dựa vào trong cơ thể có phần quyết công pháp tuy rằng lúc ấy huyễn hư thần hòa là tự nguyện bị thu phục nhưng theo ý tứ của huyễn hư thần hòa lúc ấy mà nói là cảm giác được trong cơ thể tiêu viêm có một tiêu phần thần lực yếu ớt mới nguyện ý bị thu phục có lẽ đối với thần hòa mà nói phần thần lực có thể là một loại lực lượng cường đại hơn cỗ lực lượng này ngay cả thần hòa cũng là vô cùng thuận theo đương nhiên bất kể như thế nào vừa rồi chúng ta vẫn phải cảm tạ tiêu viêm tiểu hữu xuất thủ nếu không thế giới tân thiên địa này chỉ sợ đã bị đại hồng lưu diệt nhật kia triệt để hủy diệt vạn vật sinh linh đều là chạy trời không khỏi nắng nói chuyện chính là đế long trong tứ đại cổ thần hắn mặc dù tu vi so với tiêu viêm mạnh hơn rất nhiều lúc này đây không phải tiêu viêm xuất thủ bọn họ có lẽ đã bị lực lượng đại hồng lưu làm trọng thương nhìn thấy tứ đại cổ thần tư lịch cực kỳ lâu đời khách khí như thế tiêu viêm khoát tay áo cười nói tứ đại cổ thần tiền bối không cần khách khí chúng ta có thể tới thiên nhiên giới tu luyện tài nguyên trong đại giới của các ngươi phải cảm tạ vẫn là chúng ta mới đúng hai người lâm động và mục trần bên cạnh cũng gật đầu cuộc chiến hôm nay tiêu viêm giải quyết nguy cơ ngoại trừ tứ đại cổ thần ra còn lại thứ ba danh sách thần đều là muốn gặp vị thanh niên này một lần lấy sức một mình ngăn cơn sáng dữ, đến tột cùng là một vị kỳ tài thiên phú như thế nào, một ít thánh giả cảnh cùng với pháp vực cảnh đám cường giả thì là, tiếp tục ở trong tân thiên tu luyện, đương nhiên bị phía bắc giới vực tự nhiên là do chư thiên đại tôn trưởng quản, còn lại sáu đại thiên vực liền, để cho một ít pháp vực cảnh cùng thánh giả cảnh đi phát triển đi, hành trình tân thiên lần này, ba người tiêu viêm lâm động mục trần cũng nhất cử đột phá đến chúa tể trung kỳ, mà mục trần lại là sơ kỳ. Bất quá thiên nhiên giới tài nguyên cũng không chỉ là như vậy, không lâu sau tiết vận chi tranh sẽ ở hỗn nguyên thiên mở ra, Nơi đó chính là địa phương Tổ Long sinh ra, có thần linh chi vật, chỉ cần đến lúc đó đem thu hoạch và luyện hóa thành thần cốt, như vậy ngày sau liền có tư cách thành thần, Hỗn Nguyên Thiên, thiên vực này diện tích cực kỳ bao la, trong đó phân thành 9 vực, mỗi một vực đều có một vị vực chủ đại tôn thực lực chuẩn thần cảnh phía dưới mỗi vực đều có địa vực vô tận cùng với người vô tận trong cuộc chiến rằng co dài rằng giặc, giặc giữa đại niên và thánh tộc là tiền tuyến chống đỡ thánh tộc nhất rất nhiều cường giả tầng tầng lớp lớp thuộc về đại thế giới tu luyện chân chính cho nên hỗn nguyên thiên xếp hạng thứ nhất trong cử vực mà trong hỗn nguyên thiên thiên uyên vực xếp hạng thứ nhất do thương uyên đại tôn chấp trưởng đồng thời cũng là một trong tế đại cổ thần của quy khư thần điện có thể đối kháng nội tình thế lực thiên uyên vực chỉ sợ chỉ có quy khư thần điện cho nên ngoại trừ quy khư thần điện ra bất kỳ thế lực giới vực nào cũng không phải là đối thủ của thiên uyên vực mà lúc này trong một cung điện ở thiên uyên vực có mấy chục đạo thân ảnh đứng ở trong đó những người này tản mát ra khí tức phi thường cường đại trong đó yếu nhất dĩ nhiên đều là mạnh nhất chúa tể đỉnh phong khí tức chuẩn thần trên chúa tể và khí tức của đệ tam thần đều có hai vị hai vị này đều là vực chủ của thiên uyên vực thương uyên đại tôn chuyên trúc đại tôn ở vị trí quy khư thần điện thương uyên đại tôn chính là cổ thần cho nên có thể tưởng tượng được thế lực thiên uyên vực đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn còn có tồn tại ba luồng khí tức thần thứ ba mà bốn vị này thật sự là ba trong sáu vị thần năm đó kiếm thần Lý Thuần Quân, Thanh Thần, Sở Thanh, Thôn Vệ Chi Thần, Triệu Mục Thần, đội hình cường đại như vậy, hôm nay coi như là biểu hiện trong Thiên Uyên vực, mọi người Thiên Uyên vực đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người hướng về phía trước, nơi đó có ba thải ảnh xa lạ, chính là Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần, bọn họ cũng biết được, ba vị này chính là cường giả đánh bại Thánh Thần chi tử, hôm nay Tiêu Viêm lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người, hóa giải nguy cơ trong Tân Thiên, đủ để chứng minh thiên phú của ba người bọn họ, cũng không yếu hơn so với bọn họ sau khi thành thần. Ha ha, ba người các ngươi chính là đến từ cấp bậc thứ ba thiên nguyên đại giới sao? Ba người các ngươi đích xác rất mạnh, lại có được thần vật đại trụ, làm chủ tu thật sự là làm chúng ta đều cảm thấy khiếp sợ. Một đạo nam tử sang sàng thanh âm truyền ra, mà người nói chuyện là tứ tôn chi thần trong thôn vệ chi thần, triệu mục thần, quên tự giới thiệu, ta là triệu mục thần, giọng nói trong trèo sang sàng lại vang lên. Vị nam tử trước mắt này chính là một phương thần trích, thực lực càng không thể nghi ngờ. Tuy rằng Thương Uyên cổ thần cũng là thứ ba danh sách thần, nhưng nếu so sánh, thần khí của triệu mục thần càng thêm cường hãn tiểu bối tiêu viêm lâm động mục trần ba người tiêu viêm cũng phi thường tôn kính chắp tay nói với lực lượng linh hồn chủ cảnh của tiêu viêm đã sớm cảm giác được thực lực của vị triệu mục thần này phi thường cường đại chỉ sợ đã nửa bước bước vào danh sách thứ hai loại thiên phú đáng sợ này cho dù là tiêu viêm lâm động mục trần ba người cũng cảm thấy giật mình mà hai vị thần thứ ba mang theo ý cười nhìn ba người tiêu viêm sau đó giới thiệu kiếm thần lý thuần quân thanh thần sở thanh hai vị này đều là người có thiên phú cực cao sở thanh thương huyền tông trăm năm qua thiên phú thứ hai yêu nghiệt thứ nhất là trung nguyên sở thanh chính là đệ tử thương huyền phong của thương huyền thiên nhân vật truyền kỳ của thương huyền tông thiên phú càng vượt qua người cùng thế hệ lúc này đây triệu tập mọi người hội tụ nơi này có một chuyện muốn cùng mọi người thương nghị mời lý thuần quân cùng sở thanh nói rõ một chút thương uyên đại tôn nói với hai người ba người tiêu viêm lâm động mục trần nghe vậy có chút kinh dị nếu như là chuyện bên trong thiên nhiên giới tại sao phải triệu tập ba người bọn họ đến đây chẳng lẽ chuyện bọn họ nói tiếp theo cũng có liên quan mật thiết đến ba người bọn họ sao chợt thanh thần sở thanh chậm rãi lên tiếng với mọi người Thanh âm đều trở nên nghiêm túc, chắc hẳn mọi người đều biết. Một tháng trước ta cùng kiếm thần ở phụ cận Tân Thiên phát hiện tà ma chi khí. Đến lúc này đây Tân Thiên sinh ra, bên trong xuất hiện tà linh chi vật, khí tức dĩ nhiên cùng lúc trước cảm ứng được cực kỳ tương tự, cho nên ta kết luận, trong thiên nhiên giới chúng ta tà ma chi khí trước đó cũng đã lèn vào. Lời này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì từ sau cuộc chiến thánh thần liền không còn xuất hiện vật tà ma gì nữa, thiên nhiên giới vẫn luôn ở vào thời kỳ hòa bình. Nhưng mà qua mấy vạn năm sau, trong thiên nguyên giới lại sinh ra tiên thiên thần linh không phải gọi là tiên thiên cả linh mới đúng dựa theo thanh thần kể ra lúc trước chúng ta phái ra các đại thiên vực cường giả đều không có phát hiện một chút dấu vết để lại chẳng lẽ là bởi vì tà ma chi vật trước đó đã sớm tiến vào thế giới mới phải biết rằng ở thời điểm tân thiên chưa sinh ra cho dù là lực lượng của danh sách thứ ba cũng không thể hoàn toàn phá vỡ bảng tường thế giới của tân thiên đừng nói là siêu cường giả thánh giả cảnh gì khác ta nghĩ hẳn là như thế lúc này thanh thần khẽ gật đầu nói nhưng là dựa theo thanh thần thuyết pháp tà ma chi vật có thể tiến vào tân thiên khi chưa sinh ra như vậy bản thân lực lượng nhất định đã đạt tới phi thường khủng bố, lúc này, lại một hồi Thiên Thánh Già trưởng lão nhíu mày, không dám tin nói, kỳ thật, vấn đề này chúng ta cũng nghĩ thật lâu, có thể thoải mái tiến vào bên trong Tân Thiên chưa sinh ra, chỉ có một loại khả năng, nhân loại chúng ta có lẽ vào không được, nhưng là có một loại đồ vật thì là có thể đi vào, Thanh Thần nói tới đây, ngữ khí dừng lại một chút, ánh mắt quét qua trong đại điện tất cả mọi người, ngay cả Tiêu Viêm Lâm động mục Trần lúc này, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết ý tứ câu nói kia trong miệng Thanh Thần, đó là Tiên Thiên thần linh chỉ có tiên thiên thần linh mới có thể loại năng lực kỳ lạ này. Ba người tiêu viêm lâm động mục trần thầm nghĩ, trước đây tiêu viêm cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc với khí tức cự long màu đen kia, chỉ là còn không xác định có phải hắn hay không. Hôm nay nếu thiên nhiên dưới gặp phải một ít chuyện khó giải quyết, như vậy tiêu viêm cũng đem tin tức biết được nói ra. Các vị tiền bối tiểu bối, quấy dày một chút, theo như lời các ngươi, tà ma chi khí cùng tân thiên sinh ra có liên quan. Nghe được thần sắc khác thường của tiêu viêm, tựa hồ biết được tin tức trong đó, ánh mắt mọi người nhất thời đều hướng về phía tiêu viêm, bao gồm triệu mục thần kiếm thần, thanh thần, bọn họ đều dùng ánh mắt cực kỳ khác thường nhìn Tiêu Viêm. Một lát sau Thương Uyên đại tôn cùng chuyên trúc đại tôn chuẩn bị một chút, người sau mở miệng nói, "Tiêu Viêm chẳng chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì? Kỳ thật, ta biết được một ít chuyện, trước đây khi ta gặp phải cự long màu đen ở Tân Thiên, khí tức tản mát ra trên người hắn có bóng dáng ta tộc ngoại vực xâm, lấn đại thiên thế giới chúng ta năm đó, chuẩn xác mà nói, đạo tà ma khí này chính là khí tức trên người thiên tà thần, lúc ấy ta cùng lâm huynh một lần cùng nhau liên thủ đánh bại, tuy rằng không thể nói giống nhau như đúc, nhưng cỗ tà ma khí kia nhất định là sẽ không sai. Mọi người nghe tiêu viêm nói xong, trên mặt mỗi người càng trở nên vô cùng khiếp sợ, coi như là hai vị đại tôn cùng với ba vị thần kia, trên mặt đều có biến hóa rất nhỏ. ngoại vực tà tộc thiên tà thần, hắn không phải là hậu thủ của thánh thần, con của thánh thần sao? triệu mục thần cũng có chút không thể tin được. nếu quả thật là như vậy, như vậy chuyện này có chút kỳ quặc dị thường. chẳng lẽ nói thánh thần chi tử trở lại thiên nhiên giới, bắt đầu kế hoạch trả thù sao? lúc đó thánh thần để lại chứng thần nhưng là có được thánh thần tất cả lực lượng thần nếu như vị thánh thần chi tử này trệt đề thức tỉnh lực lượng thần như vậy sẽ cường đại hơn so với thánh thần trước đó thật sự là thánh thần chi tử đã trở lại sao? Chúng trưởng lão thiên uyên vực có chút không thể tin được đây là sự thật trong những ngày kế tiếp chỉ sợ thiên nhiên giới sẽ không an tĩnh như vậy trong đại điện mấy vị trưởng lão trong đó có chút tò mò đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng tư lịch của bọn họ ở thiên nhiên giới cũng là rất cao không thiếu cũng có chuyện quên chuyện này rất đơn giản bởi vì thánh thần chi tử đích xác bị ba người bọn họ đánh bại nhưng đây chỉ là đánh bại bởi vì ba người bọn họ đối diện chiến đấu không phải cường giả bình thường, mà là tiên thiên thần linh, những tiên thiên thần linh này có lực lượng kỳ lạ, đó chính là sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn, cho dù là Nguyên Tôn ra tay cũng phải tốn thời gian 10 năm mới có thể xóa bỏ. Kiếm Thần đối với đại trụ bên trong sự tình cũng dần dần có hiểu biết, những tiên thiên thần linh này không phải nhân loại bình thường, bọn họ vừa sinh ra chính là thần linh, có được danh sách thần lực thần thánh tồn tại, có thể chân chính đánh chết những tiên thiên thần linh này, chỉ có lực lượng của Tổ Long cũng chính là thần lực của danh sách thứ nhất, cho nên Nguyên Tôn sở dĩ có thể gạt bỏ ý chí của thánh thần chính là có thần lực của danh sách thứ nhất, mà Tiêu Viêm Lâm động mục Trần ba người liên thủ đối kháng Thánh thần chi tử, chỉ là đánh bại thân thể những tiên thiên thần linh này mà thôi, trải qua thời gian mấy chục năm, những thần linh này sẽ tự động trở lại trong thế giới bọn họ sinh ra, mà Thánh thần chi tử trở về cố hương của mình, chính là khi kiếm thần cùng thanh thần cảm ứng được tà ma khí, chỉ là khi đó, hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đó sẽ là con trai thánh thần, cho nên lúc này đây sự kiện trong Tân Thiên chính là để cho bọn họ cho ra kết luận này. Nghe giả thích của kiếm thần xong, các trưởng lão cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đãi ngộ, bất quá trợ trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ ngưng trọng, xem ra vật tà linh trong Tân Thiên kia chính là thánh thần chi tử không thể nghi ngờ, khó trách lại điên cuồng muốn chiếm lấy Tân Thiên chi địa như thế. Chuyên trúc đại tôn cũng mở miệng nói, hiện giờ thực lực của chuyên trúc đã đạt tới chuẩn thần cảnh, nhưng khi đối mặt với hắc khí lúc đó, lại bị đánh lui, bây giờ nghĩ lại cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa thần linh phong trong tân thiên bị hủy diệt hơn phân nửa, thần nguyên chi khí vốn cảm ứng được lại hư không biến mất không thấy, vốn định lúc này đây mượn thần nguyên chi khí, đưa vào thần liệt trở thành một vị thần trích, nhưng cuối cùng lại phát hiện thần linh phong thần nguyên chi khí đã sớm không thấy, chỉ sợ cũng là vị thánh thần chi tử kia gây nên, làm tiên thiên thần linh tại một số thời điểm, có thể dung hợp với thế giới một bộ phận, thậm chí có thể hấp thu bổn nguyên trong thế giới khác, năm đó thánh thần chính là muốn thu được lực lượng tổ long mới bắt đầu kế hoạch xâm lược năm vực của thiên nhiên giới, thiếu chút nữa toàn bộ năm vực đều hủy ở trong tay thánh thần, bởi vì đạo hắc khí kia là con của thánh thần có lực thứ hai ngay cả tứ đại cổ thần liên thủ cũng không làm gì được nếu không nguyễn hư thần hòa của tiêu viêm vừa vặn có thể khắc chế những tiên thiên thần linh này chỉ sợ lúc này đây có thể xem như là chuyện khó giải quyết nhất trong thiên nhiên giới lần này nhờ có tiêu viêm tiểu hữu ra tay trợ giúp ánh mắt thương uyên lại cực kỳ thưởng thức nhìn về phía tiêu viêm hắn chính là sư phụ của nguyên tôn năm đó Mặc kệ đánh giá từ phương diện nào đều cực kỳ hoàn mỹ, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng ra nhân vật như Nguyên Tôn, Tiêu Viêm khẽ cười nói, lúc này đây có thể dựa vào thần hỏa táng trong cơ thể ta, đối phương tới cũng chỉ là một đạo tà linh chi khí biến thành vật, nếu như là bản tôn, chỉ sợ ta cũng không cách nào đánh bại. Mọi người vừa nghe cũng khẽ gật đầu, theo như lời Tiêu Viêm cũng không sai, tuy rằng thần hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm rất cường đại, nhưng trước mắt còn chưa có chân chính luyện hóa, gặp phải bản tôn tà linh chi khí kia, chỉ sợ cũng sẽ không có tư thái vẻ gãy nghiền nát như vậy. Tuy rằng lần này vượt qua một nguy cơ nhưng loại nguy cơ này cũng không có chính thức giải trừ, có lẽ sau đó, tên thánh tộc chi tử kia sẽ đối với Cửu Thiên tiến hành xâm lấn, đến lúc đó mới thật sự là kiếp nạn, hội nghị lần này về sau, ta sẽ thông chi Cửu Thiên các thế lực lớn tăng cường đề phòng, Thương Uyên cũng biết sự tình nghiêm trọng, cho nên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì trong thời gian kế tiếp, con trai thánh tộc sẽ ngóc đầu trở lại sẽ đối với thiên nhiên giới tạo thành tai kiếp, năm đó thánh thần thực lực cũng không cách nào vượt qua thứ nhất danh sách, ta nghĩ vị thánh thần chi tử này cũng sẽ không dễ dàng như vậy, bước vào thứ nhất danh sách, chúng ta cũng không cần lo lắng, tuy rằng nguyên tôn không ở đây, nhưng ít nhất chúng ta có mấy vị đệ tam thần, hơn nữa tổ thiết chi thần thực lực chỉ sợ đã bước vào thứ hai danh sách thần, cho nên cho dù đến lúc đó, thật sự vị thánh tộc chi tử đối với chúng ta cửu thiên phát động tiến công, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, đem chúng ta dễ dàng đánh bại, chuyên trúc thân là vực chủ mạnh nhất hỗn nguyên thiên, Lời nói của hắn có 10 phần chấn nhiếp, nhìn thấy chuyên trúc đại tôn nói như vậy, vốn mang theo một tia sợ hãi khủng hoảng dần dần biến mất, nhưng thay vào đó là chiến ý, chỉ cần mọi người đồng lòng, mặc kệ thực lực của đố Phương Cường đại cỡ, nào cũng sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Ba người các ngươi có muốn ở lại Thiên Uyên vực hay không? Bên này có tài nguyên tốt nhất thiên nhiên giới, có thể cung cấp cho các người tu luyện. Chuyên trúc đại tôn nhìn về phía ba người Tiêu Viêm Lâm động mục trần, đối với ba vị này thiên phú, coi như là Thương Uyên cũng cực kỳ xem trọng, có thể đánh bại Thánh Thần chi tử cũng đã chứng minh bọn họ chỗ bất phàm. Tuy rằng thực lực của bọn họ bây giờ vẫn chỉ là mạnh nhất chúa tể cấp độ, khoảng cách thành thần con đường còn phi thường xa xôi, nhưng là bọn họ phi thường tin tưởng, ngày sau trong thần liệt có ba người bọn họ một chỗ đứng, nếu vực chủ Thiên Uyên vực 13 y bọn ta ở lại đây, ba bọn ta cũng không cự tuyệt, có thể có tài nguyên làm cho mình mạnh lên, cho dù là đám người Tiêu Viêm Lâm động cũng sẽ không buông tha, chúng ta đây liền cảm tạ chuyên trúc đại tôn chiếu cố, ba người Tiêu Viêm Lâm động mục trần chắp tay cảm tạ, từ sau khi bọn họ đến thiên nhiên giới, cường giả đứng đầu phương đại giới này đều vô cùng chiếu cố bọn họ, hơn nữa còn rất nhiệt tình, xem ra tính chất thế giới của nhiên tôn cũng giống như đại thiên thế giới làm cường giả thường là bảo vệ thế giới của mình mà không phải khi dễ kẻ yếu cho nên điểm này ba người tiêu viêm lâm động mục trần đối với thiên nhiên giới đều sinh ra một mục tiêu hảo cảm nếu người ta đều có thành ý như vậy coi bọn họ là một phần tử của thiên nhiên giới nếu như thiên nhiên giới thật sự gặp phải nguy cơ gì ba người bọn họ tự nhiên sẽ dũng cảm đứng ra nhìn thấy ba người tiêu viêm không cự tuyệt chuyên trúc đại tôn hiện lên nụ cười sau đó nói với mọi người phía dưới hội nghị hôm nay kết thúc như vậy mọi người làm tốt chuyện kế tiếp của mình vâng các trưởng lão phía dưới đại điện trăm miệng một lời sau đó mấy đạo thân ảnh đều biến mất tại chỗ rất nhanh tin tức thánh thần chi tử ngóc đầu trở lại trong thời gian một ngày truyền mỗi một gốc khắp thiên nhiên giới nhức lên một hôi phong ba rất nhiều người đối với chuyện này sợ hãi cũng có phẫn nộ thậm chí một số người đối với tin tức thánh thần chi tử xuất hiện ở thiên nhiên giới càng là dọa hôn mẹ bất tỉnh đây hết thảy hết thảy mang đến cho bọn hắn đều là ác mộng giống nhau năm đó một hồi diệt thế chi chiến đều là rõ mồn một trước mắt cho nên vừa nghe đến tin tức thánh thần chi tử lập tức làm cho toàn bộ thiên nhiên giới khẩn trương không khí đạt tới một điểm giới hạn Các ngươi nghe nói chưa Mấy vạn năm trước vị thánh thần kia lưu lại thánh thần chi tử Giờ hắn đã ngóc đầu trở lại Thật sự là con của thánh thần sao Thiên trần vạn sắc, Hiện giờ nguyên tôn của chúng ta không có ở đây Nên làm sao đối kháng với thần linh cường giải như thế Các ngươi cũng không cần e ngại Thiên nhiên giới chúng ta hôm nay cũng sinh ra mấy vị đệ tam thần Hơn nữa thôn vệ chi thần thực lực so với mấy vị khác chi thần càng cường đại hơn, nhất định hắn là tổ thiết đại nhân, năm đó thánh thần thực lực cũng liền đệ nhị thần danh sách, coi như là thánh thần chi tử, cũng không có khả năng bước vào đệ nhất danh sách thần vị, trong rất nhiều tiếng xôn xao, có người có lẽ sẽ e ngại thánh thần khi đó, nhưng có người lại không e ngại chút nào, thậm chí càng làm cho một số cường giả là mục tiêu, tiến hành tu luyện bản thân mạnh hơn, ta nhớ rõ lần trước trong Tân Thiên, có một vị có được thần hỏa, thi triển ra biển lửa màu trắng, trực tiếp cắn nuốt màu đen đại hồng lưu, hơn nữa vị thanh niên áo đen bây giờ đang ở Thiên Uyên vực tu luyện, Mấy tháng trước thực lực của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đại chúa tể đỉnh phong, sau đó đã đột phá tới mạnh nhất chúa tể trung kỳ, thiên phú tu luyện đáng sợ như vậy, coi như là thiên tử kiêu tử của thiên nhiên giới chúng ta cũng làm không được. Theo như lời thì vị áo bào đen kia tên gọi là Tiêu Viêm, lúc này một vị hình thể cường tráng làn da ngăm đen lên tiếng đối với sự tích tiêu viêm hắn có chút hiểu biết bất chi bất giác ba người tiêu viêm lâm động mục trần cũng đã ở thiên nguyên vực một tháng trong thời gian một tháng này ba người bọn họ đích xác đạt được rất nhiều tài nguyên khiến tu vi thực lực của bọn họ càng thêm vững chắc lúc này trên một ngọn núi ở thiên nguyên vực nguyên khí nơi này cực kỳ nồng đậm và sển sệt là nơi tu luyện tốt nhất cho cường giả chú tể mạnh nhất càng đến phía sau cảnh giới tu vi muốn để cao thì cần càng nhiều nguyên khí rất hiển nhiên tiêu viêm ba người ở chỗ này tu luyện chừng một tháng khí tức của bọn họ so với trước mà nói càng thêm tinh xảo không ít ba người mệt mỏi thân thể nằm ở trên bãi cỏ trên da mặt dâng lên cảm giác thỏa mãn vừa rồi ba người bọn họ tựa hồ lại tiến hành một hồi kịch liệt tỉ thí kết quả giữa ba người không có ai thắng ai thua chỉ là bọn họ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người quan trọng bên cạnh mình cùng thế giới của mình ba người bọn họ nằm thẳng ánh mắt thì là nhìn lên phía trên chân trời tựa hồ bọn họ đang nhìn về phía phương vị thiên nguyên giới của mình tuy rằng nhìn không thấy nhưng là phần tưởng niệm trong lòng kia dần dần vọt lên đi ra thiên nguyên giới đã có mấy năm thời gian không biết Thiên Nguyên giới hiện giờ thế nào, thê tử hài tử của mình hiện giờ có vui vẻ hay không. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt liền có một cỗ lệ nóng chậm rãi hiện lên, cho dù bọn họ rất cường đại, nhưng là cũng không cách nào thoát ly cảm giác thất tình lục dục, bọn họ cũng rất muốn trở về, nhìn vợ con mình một chút, nhưng nếu lúc trước lựa chọn rời khỏi Thiên Nguyên giới rèn luyện trở nên mạnh hơn, đó chính là tạm thời bỏ lại đoạn suy nghĩ này. Trong lòng thành thần chi lộ lập tức xuất hiện ở trong đầu bọn họ, ở ngày sau, thánh thần chi tử nếu quả thật đối cửu thiên xuất thủ xâm lấn, bọn họ ba vị cũng nhất định sẽ gia nhập trong đó cùng thiên nhiên dưới chống đỡ nghĩ tới đây mục trần lập tức đứng dậy vậy mà khoảng cách chưa thời tiết vận chi tranh mở ra còn cần hơn nửa năm thời gian như vậy mình phải đi tìm cách có thể nhanh chóng tăng lên tu vi mà pháp thân nguyên thủy chính là phương pháp chủ tu của mục trần chỉ cần tìm được pháp thân nguyên thủy khác như vậy thực lực của mục trần nhất định sẽ có đột phá cao hơn lâm động huynh bất hủ chi chủ lúc trước đã nói muốn tìm được vị trí của năm tòa pháp thân nguyên thủy khác cần thời gian tổ phù mới biết được mục trần nói xong có chút hưng phấn bởi vì trước đây nguyên khí cổ xưa trong cổ nguyên chỉ rèn luyện nguyên thủy pháp thần về sau pháp thân lực lượng quả thật có rõ ràng tăng lên nhưng là như cũ không cách nào chân chính kích hoạt lực lượng chân chính của nguyên thủy pháp thân hôm nay vừa vặn còn có dư thừa thời gian mục trần đã nghĩ tại trước khi tiến vào tiết vận chi tranh có thể đạt được manh mối nguyên thủy pháp thân nghe vậy lâm động và tiêu viêm cũng đứng lên lâm động triệu hồi phù tổ màu đen lơ lửng trước người tản mắt ra một cỗ năng lượng dao động huyền ảo đó chính là thời gian chi lực ngươi là nói lợi dụng thời gian tổ phù trở lại quá khứ nhìn xem lúc mười tòa pháp thân phá hủy sau mục trần gật gật đầu nói đúng vậy, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng thời gian tổ phù, hẳn là có thể lợi dụng thời gian tổ phù, mang chúng ta trở lại thời kỳ đó, hơn nữa, ta cũng muốn nhìn xem, và lúc đó đến tột cùng là phương nào thần thánh, đánh nát người tòa nguyên thủy pháp thân, những lời này từ miệng mục trần nói ra, thân thể tiêu viêm và lâm động hai người cũng hơi căng thẳng, bọn họ đã thấy qua lực lượng đáng sợ của năm tòa pháp thân nguyên thủy của mục trần. Lúc tỉ thí cho dù thi triển đế viêm và bát tổ lưu ly thể, cũng chỉ có thể cân bằng lẫn nhau, về phần muốn chiếm ưu thế thì là đã phi thường xa vời. Hơn nữa đây còn không phải triệt để kích hoạt lực lượng chân chính của Pháp Thân Nguyên Thủy đối chiến, tốt, hiện tại ta liền dẫn các ngươi đi xem, Lâm Động nói ra một chữ cuối cùng, thế giới lực xung quanh bắt đầu điên cuồng khởi động, thời gian tổ phù bắt đầu rung động kịch liệt, một cỗ lực lượng huyền ảo lặng lẽ từ trong đó truyền đi, đây là lực lượng thời gian, lực lượng này bao phủ ba người người Lâm Động, Tiêu Viêm, Mục Trần, năng lượng đáng sợ một đen một trắng trên dưới trái phải bắt đầu biến hóa từ xa nhìn lại đỉnh núi này, đều có vẻ có chút quỷ dị, đây chính là lực thời gian sao? Ta cảm giác thân thể cùng linh hồn của mình tựa hồ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Tiêu Viêm trước tiên cảm nhận được toàn thân mình trên dưới có một loại cảm giác đặc biệt, không chỉ Tiêu Viêm, bản thân Mục Trần và Lâm Động cũng cảm thấy kỳ diệu, ta nghĩ đây chính là chỗ kỳ lạ của lực thời gian, nếu muốn xuyên qua trục thời gian trở lại quá khứ, bản thân chúng ta cũng sẽ nhận được ảnh hưởng của lực thời gian, có lẽ chỉ có loại ảnh hưởng này chúng ta mới có thể chân chính trở lại thời kỳ trước kia, Lâm Động bắt đầu giải thích, xem ra đối với lực lượng thời gian khống chế, Lâm Động cũng càng ngày càng thuần thục, nếu như nói lần trước thời gian giam cầm có thể thúc tục 3 giây, như vậy hiện tại thì là có thể thúc tục chiêu thức này ít nhất phải 30 giây thời gian, tổ phù vốn là một trong những thần vật của đại trụ, năng lượng trong đó có thể sinh ra một ít liên hệ với đại trụ, cho nên cho dù có thể xuyên qua quá khứ lâm động cũng phải tiêu hao một lượng lớn lực lượng thế giới nếu không sẽ không cách nào hoàn toàn đưa ba người cùng nhau đến thế giới đã từng không biết mang thêm một người như vậy sẽ tiêu hao nhiều thế giới lực của lâm động lần này nếu không phải lâm động tấn chức chúa tể mạnh nhất chỉ sợ không thể mang theo tiêu viêm vào mục trần coi như là hôm nay đã tới mạnh nhất chúa tể cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng vừa vặn có bằng bạc thế giới chi lực duy trì đợi lâm động vang lên một tiếng trầm thấp năng lượng màu đen trực tiếp bắn vào mi tâm của ba người chợt chắn bọn họ hiện ra biểu tượng đồng hồ hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ ràng Kim đồng hồ trên đầu án đồng hồ này đang xoay ngược chiều kim đồng hồ rất nhanh, một cỗ huyền ảo lực lượng đang tiến vào sâu trong cơ thể bọn họ, trực tiếp đem linh hồn vô tận áp xúc, bất quá loại áp xúc này không phải thống khổ, bởi vì cho dù áp xúc về sau, linh hồn của bọn họ cũng đều là xuất phát từ trạng thái bình thường, như trước có thể cảm nhận được xung quanh sự vật biến hóa, dưới luồng lực lượng huyền ảo này, linh hồn của ba người bọn họ rốt cục bị nén xuống một ngôi sao lớn bằng long nhãn, bắt đầu dần dần bị rút ra khỏi thân thể, lại từ mi tâm chậm rãi lướt ra, tản mắt ra hào quang chói mắt, sau khi linh hồn thể bị rút ra, thân thể ba người tiêu viêm lâm động mục trần vẫn đứng tại chỗ bất động mặc dù không có bất kỳ động tĩnh nhanh gì nhưng ở xung quanh có năng lượng phi thường khiến người ta phỏng đoán bất đồng đang bảo vệ thân thể ba người bọn họ bất kể là thánh giả cảnh hay là chuẩn thần cảnh tới gần nơi đây đều không thể phá vỡ cỗ huyền ảo năng lượng này cho nên bọn họ ba người thân thể cũng là phi thường an toàn tại thời điểm lực thời gian bị triệt để kích phát không gian trên không từ bốn phía hội tụ mà đến lực thời gian không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ không đến một lát thời gian nơi này trên xuất hiện một quang đoàn màu trắng trên không gian ước chừng một mét sau đó màu trắng quang đoàn bắt đầu hóa thành một đạo đồ hình, mà đồ hình này vẫn là đồng hồ, trong đó, kim đồng hồ bắt đầu tích tắc chạy ngược, thế nhưng ở chỗ này, mở ra một đạo trùng động thời gian ngăm đen, sau khi thời gian trùng động tản mắt ra chấn động kinh người, một cỗ lực hấp dẫn trực tiếp đem ba ngôi sao lớn bằng long nhãn hút vào trong đó, tại thời gian này trùng động bên trong, không có hắc ám, chỉ có nhìn không tới giới hạn một mảnh trắng xóa, ba viên tinh thần Tại thời gian chủng động bên trong đã vượt qua tốc độ ánh sáng bốc lên, nhưng ở dưới loại tốc độ này, bản thân bọn họ là không có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa còn cảm giác được chính mình là trạng thái bình thường, kỳ thực tốc độ trong thời gian trùng động còn nhanh hơn bất cứ tốc độ nào, cho dù là tốc độ gấp không của con thuyền, cũng không thể so sánh với tốc độ trong thời gian trùng động này, cũng không biết bọn họ tại thời gian trùng động bên trong bốc lên bao lâu, tại bọn họ linh hồn ý thức bên trong, dần dần có một đồng hồ cực lớn xuất hiện, hơn nữa có thể thấy rõ ràng, đồng hồ cực lớn này có bốn cái thời kỳ kỷ nguyên thế giới, nói cách khác, tại bây giờ thế giới phía trước còn có ba cái kỷ nguyên, ba người bọn họ dựa vào linh hồn ý thức chính là nhìn thấy mặt trên đồng hồ khắc chữ thần bí, phục hưng kỷ nguyên thần kỷ nguyên, thiên cổ kỷ nguyên, cùng với một hàng chữ tương đối mơ hồ, mà trên tản mắt ra khí tức phi thường xa xưa. Ngay khi ba người tiêu viêm lâm động mục trần mở to hai, mắt bốn chữ khiến người ta rung động chính là đập vào trong mắt bọn họ. Hồng mông kỷ nguyên, sau khi nhìn thấy bốn chữ vô cùng chấn động này, bỗng nhiên một đạo lực hút cuốn bọn họ vào trục thời gian của kỷ nguyên thiên cổ. Một mặt này đột nhiên nổi lên, cũng là để cho bọn hắn biết được, 10 tòa nguyên thủy pháp thân bị phá hủy là tại thiên cổ kỷ nguyên, sau khi trải qua một loạt thời gian trùng động vô số đường trục thời gian từ trước mắt ba người bọn họ đều xẹt qua rất nhanh đã tới giai đoạn cuối của kỷ nguyên thiên cổ mà trên trục thời gian cuối cùng của kỷ nguyên thiên cổ tản mắt khí tức hủy diệt vô tận càng làm ba người khiếp sợ hoàng sợ chính là trục thời gian khác đều tản mắt ra quang huy rực rỡ chỉ có trục thời gian cuối cùng của kỷ nguyên thái cổ này tràn ngập khí tức hắc ám vô tận trong giai đoạn này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì trong lúc ba người bọn họ đang suy nghĩ thời gian trùng động bắt đầu rung động kịch liệt trực tiếp cuốn ba ngôi sao to bằng mắt rồng vào chục thời gian tràn ngập khí tức hắc ám vô tận này, thời gian thanh âm lần nữa vang lên, sau đó hình ảnh biến đổi, nơi này tràn ngập khí tức vô tận hắc ám, những khí tức hắc ám này tràn ngập bên trong thế giới này, thậm chí đã đem toàn bộ phương thế giới này bao phủ ở trong đó, phương thế giới này trên tất cả sinh linh đã bị xóa bỏ, hơn nữa những hắc ám này khí tức trở nên càng ngày càng nồng đậm, hắc ám khí tức chỗ đi qua trực tiếp không gian sụp đổ hư vô lực lượng trực tiếp tràn vào phương thế giới này một khi hư vô lực lượng tiến vào trong thế giới như vậy trên thế giới này bất luận sự vật gì đều sẽ chậm rãi hủy diệt mà đi cảm nhận được khí tức hắc ám đáng sợ như vậy trong lòng ba người tiêu viêm lâm động mục trần run lên đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy so với thiên tà thần năm đó thời điểm thiên chúa xâm lấn đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới càng thêm khủng bố hơn nữa hai thứ hoàn toàn không cùng một tầng thứ bởi vì thiên tà thần cùng thiên chúa xâm lấn chỉ là một cái đại giới, mà hắc ám này khí tức thì là lan tràn tới đại trụ bên trong cửu giới, có thể nói toàn bộ đại trụ bên trong đều bị cỗ khí tức hắc ám này bao phủ, bất luận sinh linh gì đều không thể chạy trốn, cơ hồ là tính hủy diệt, giờ này khắc này, coi như là Tiêu Viêm Lâm Động Mục Trần ba người trong lòng, cũng đều hiện ra vô tận tuyệt vọng, có thể làm cho bọn họ đều tuyệt vọng vô cùng nói rõ trận này đại trụ tai nạn bên trong đích xác làm cho bất luận vật gì đều sẽ hủy diệt trong đó coi như là thần trích cũng là như thế đại trụ tại thiên cổ kỳ nguyên thời kỳ vậy mà nghiêm trọng như thế bởi vì tại thiên cổ kỳ nguyên nhân loại đã toàn bộ bị hắc ám khí tức sở thô phệ hủy diệt vô số sinh linh đều là không cách nào chạy thoát ác mộng ma chảo bọn họ đều chết trong thống khổ và sợ hãi cho dù là thần theo thứ tự cũng không làm nên chuyện gì ba người tiêu viêm lâm động mục trần nắm thật chặt nắm đấm trong con người bọn họ tràn ngập tơ máu trơ mắt nhìn hàng tỷ sinh linh trong đại trụ dần dần ngã xuống, làm sao không khó chịu? Hình ảnh lần thứ hai vừa chuyển, nơi này càng thêm càng làm tiêu viêm lâm động mục trần tuyệt vọng, bởi vì đã có rất nhiều thần linh đều ngã xuống, cỗ khí tuyệt vọng kia truyền khắp chân trời. ở trong những thần trích này, cơ bản đều là thần theo thứ tự, hơn nữa coi như là thần theo thứ tự thứ nhất phát động, tiến công vẫn là lấy trứng trọi đá, ở trình độ này chiến đấu đã là được xưng là thần chiến, thần chiến cực kỳ đồ sộ cùng kịch liệt, tuy rằng chiến đấu này bình thường sẽ không nhìn thấy, nhưng là một khi phát sinh, chính là đại trụ cửu giới hủy diệt, bất quá tuy rằng sinh linh trong đại trụ cửu giới đều tan tác, nhưng là không thiếu trong đó có người mạnh nhất xuất hiện, cùng nhau chống đỡ những thế lực hắc ám kia, ầm ầm ầm, lúc này ở trên một thế giới, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tựa hồ là có 10 đạo thân hình cao lớn vạn trượng, tản mắt ra ánh sáng rực rỡ màu vàng, đứng ở trên mặt đất, những thân hình này tỏa ra khí tức khiến ra đầu Tiêu Viêm Lâm, động mục Trần đều tê dại, trong đó đặc biệt là mục Trần ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn mười đạo vạn trượng cao lớn bởi vì hắn cảm giác được cỗ năng lượng nguyên thủy cực kỳ quen thuộc kia mục trần trong mười thân thể kia có năm thân hình rất giống pháp thân nguyên thủy của ngươi tiêu viêm nhìn thấy bộ dáng người thân thể vạn trượng rồi lên tiếng nói nhưng mà mặc dù rất giống nếu như ta đoán không sai đây mới thật sự là lực lượng nguyên thủy pháp thân lâm động mặc dù chưa từng tu luyện qua nguyên thủy pháp thân nhưng đối với nguyên thủy pháp thân lực lượng lại là có nhận thức tương đối rõ ràng bởi vì bọn họ đều từng giao thủ với mục trần biết được năm tòa pháp thân nguyên thủy mà mục trần có được lực lượng lợi hại cường đại đến mức nào ba người bọn họ sau một trận khiếp sợ, mười tòa pháp thân nguyên thủy khổng lồ xa xa hơi chấn động, làm như cảm nhận được một cỗ lực lượng hắc ám, khiến những pháp thân nguyên thủy này đều kiêng kỵ, nếu như theo ánh mắt của mười tòa pháp thân nguyên thủy mà nhìn, ở trên không trung kia, lại có một đạo hư ảnh hắc ám lơ lửng, hình ảnh cực kỳ mơ hồ, ba người Tiêu Viêm Lâm động mục Trần cũng rất khó coi rõ ràng bộ mặt thật của nó, nhưng chỉ là đạo hắc ám hư ảnh này tản mắt ra khí tức, đủ để dễ dàng hủy diệt một phương thế giới, không có bất kỳ hy vọng có thể đi chống lại, mà sau khi hắc ám hư thân này xuất hiện, 10 tòa pháp thân nguyên thủy kia bắt đầu thúc dục lực lượng nguyên thủy cường đại của bản thân, bắt đầu cấp tốc hội tụ ra quả cầu năng lượng khổng lồ ngay phía trước mình, khí tức phát ra từ mỗi một quả cầu năng lượng cực lớn đều vô cùng khủng bố, hơn nữa cỗ khí tức khủng bố này cho dù là đệ nhất danh sách thần, cũng không thể có tư cách đối kháng, mỗi một đạo năng lượng này đều là lực lượng cực hạn của mỗi một tòa pháp thân nguyên thủy, cỗ dao động này vượt xa danh tự thần cho nên dưới sự oanh kích của 10 đạo lực lượng đáng sợ như vậy, cho dù hư ảnh hắc ám kia vô cùng cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận công kích liên hợp đến từ 10 tòa pháp thân nguyên thủy này, dưới ánh mắt chờ mong của ba người mục trần, bọn họ vô cùng hy vọng 10 tòa pháp thân nguyên thủy này có thể hoàn toàn đánh bại hư ảnh hắc ám trên không trung, chỉ sợ ký tức hắc ám bao phủ cả đại trụ cửu giới, nhất định là do hư ảnh hắc ám này gây nên, cho nên chỉ cần đánh bại hắc ám hư ảnh này, như vậy toàn bộ đại trụ cửu giới sẽ khôi phục quang huy dĩ vãng, khi mười tòa pháp thân nguyên thủy cao lớn vạn trượng ngưng tụ tất cả lực lượng, Đến mức tận cùng, không gian của bọn họ cũng bắt đầu chấn động, giống như phiến không gian này không thể thừa nhận lực lượng khủng bố như vậy. Một đạo thanh âm cực kỳ trầm thấp từ 10 tòa pháp thân nguyên thủy truyền ra, đạo năng lượng cầu trước những pháp thân nguyên thủy này, trực tiếp đánh sâu vào hư ảnh hắc ám trên không trung, năng lượng cầu phát ra quang mang màu vàng nguyên thủy, ở nơi nó đi qua, xua tan khí tức hắc ám vốn bao phủ trên chân trời. Hơn nữa, người đạo lực lượng nguyên thủy này càng bộc phát ra năng lượng ba động, khiến tất cả thần trích cực kỳ kiêng kỵ, không ít thần trích trọng thương nhìn qua 10 đạo năng lượng cầu cực kỳ khủng bố kia trong lòng nháy mắt giấy lên một tia hy vọng bởi vì mười quả cầu năng lượng này là tia hy vọng vọng cuối cùng của bọn họ theo mười tòa pháp thân nguyên thủy đồng thời công kích xuống hắc ám hư ảnh cũng không dám chậm trễ thiên hư quý nhất một đạo thanh âm đến từ trong bóng tối vô tận phát ra từ hư ảnh sau đó đạo thanh âm này sau khi hạ xuống ở phía sau hư ảnh hắc ám xuất hiện một vòng sáng hắc ám khiến người ta cảm cực kỳ sợ hãi phảng phất có thể nuốt vào thế gian hết thảy sự vật tất cả lượng chỉ cần bị thôn vệ bên trong sao sẽ bị năng lượng khủng bố kia hủy diệt tất cả hết thảy đều sẽ biến thành không hết thảy đều sẽ trở lại nguyên điểm dưới sự va chạm của hai lực lượng cực hạn này thế giới bên kia trong nháy mắt đã bị ánh sáng năng lượng phát ra từ va chạm bao phủ không ai thấy rõ tên nào thắng lợi hoặc thất bại chỉ là song phương cực hạn năng lượng va chạm dưới tạo thành gợn sóng chấn động chính là trực tiếp liền xé nát không gian thế giới đồng thời trong thế giới tràn ngập năng lượng dư ba vô cùng đáng sợ tất cả sinh linh chỉ cần một khi bị những năng lượng này đánh trúng vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ rất nhiều thần trích đều là nhìn chỗ không gian đang kịch liệt đối chạm ánh mắt bắt đầu dần dần biến thành ngưng trọng trong lòng bọn họ đột nhiên run lên bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng lực lượng cực hạn vốn chẳng phân biệt được trên dưới kia, một giây sau trong vòng sáng hắc ám kia, trong nháy mắt hiện ra 10 đạo hư thủ cực lớn hắc ám, trên đó lại tàn ra lực lượng không thuộc về bất kỳ bổn nguyên nào trong đại trụ, cổ uy năng này cực kỳ khủng bố cùng tuyệt vọng, tất cả đại trụ bên trong rất nhiều thần trích, cảm nhận được hắc ám hư thủ biên giới ơi thái hư chi khí, thân thể của bọn họ không tự chủ được bị đồng hóa, thân thể bắt đầu không nghe sai khiến, Dây tiếp theo những thần chức này thân thể trực tiếp nổ tung tại chỗ, mà nổ tung xong, những thần nguyên chi khí trực tiếp bị hắc ám hư thủ toàn bộ hấp thu, trên tay ám hắc hư bắt đầu lan tràn ra vảy văn màu đen quỷ dị. Theo những vảy văn này xuất hiện, lực lượng của 10 đạo ám hắc hư thủ lại lần nữa được tăng cường vài phần. Ha <laughs> ha, các ngươi, những đại trụ này thần trích, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành hắc ám hư thủ bộ phận tinh hoa, kế tiếp liền cho đại trụ của các ngươi một kiệm đại lễ Phật đi. Chỉ thấy 10 đế hắc ám hư thủ phô thiên cái địa, đối với 10 tòa pháp thân nguyên thủy bao phủ mà đi, mỗi một đạo hắc ám hư thủ lực lượng vượt quá tưởng tượng, tuy rằng lực lượng hắc ám hư thủ phi thường khủng bố, nhưng người tòa pháp thân nguyên thủy lực lượng cũng không kém, hai bên lực lượng cường đại đối chạm thì phương nào sẽ lấy được ưu thế, khi ba người Tiêu Viêm Lâm động mụ mục Trần nghĩ như vậy, lực lượng đáng sợ của hai bên trực tiếp va chạm với nhau, ầm ầm ầm, trong nháy mắt một đạo quang mang chói mắt tràn ngập phương thế giới này, tầm mắt của mọi người đều là bị ảnh hưởng, không cách nào thấy rõ ràng chiến cuộc, ngay cả ba người Tiêu Viêm Lâm động mục Trần cũng bị quang mang khổng lồ chói mắt này bao phủ trong đó, hơn nữa cho dù Tiêu Viêm muốn xuyên thấu qua lực lượng linh hồn chủ cảnh thăm dò, nhưng lại bị những năng lượng này ảnh hưởng, nháy mắt bắn ngược trở lại, Hụ, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, sợ rằng linh hồn trong nháy mắt bị một tia thương tổn, trong lòng vô cùng kinh hãi, đây đến tột cùng là lực lượng gì, vì sao lực lượng linh hồn chủ cảnh của ta, ở trước mặt quả thực chính là không chịu nổi một kích, nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Lâm Động và Mục Trần đều lộ ra vẻ khép sợ, ba người bọn họ thì là thông qua thời gian tổ phù xuyên đến quá khứ, theo lý thuyết ba người bọn họ mặc dù có thể nhìn thấy cảnh tượng của thế giới này, cũng không có khả năng sẽ dung nhập vào phương thế giới này chân thật như thế, cũng không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Chẳng lẽ nói ngay tại ba người có chút khó hiểu, một đạo năng lượng kịch liệt oanh tạc, triệt để đem phương thế giới này chấn vỡ ra, tất cả sinh linh thế giới này đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm, bởi vì bọn họ đều thấy được, mười tòa kim quang đều là vỡ vụn, không có bất kỳ một đạo nguyên thủy pháp thân lưu lại, bọn họ đã biết kết cục lần này, đó chính là bọn họ đều là chiến bại, lực lượng của đối phương thật sự quá cường đại, đã xa xa vượt qua hắn sao, ngay cả ba người Tiêu Viêm cũng có thần sắc khó tin, bọn họ biết lực lượng mười tòa pháp thân nguyên thủy kia đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, nhưng dù vậy, 10 tòa pháp thân nguyên thủy này vẫn không địch lại cỗ lực lượng đỉnh cao có thể phá hủy tất cả của đối phương, người có thể phá hủy 10 tòa pháp thân nguyên thủy đến tột cùng là ai, không nghĩ tới trực tiếp là ở trên lực lượng hủy diệt những pháp thân nguyên thủy này, mục trần ngữ khí đều là mang theo một tia rung động, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải tràn diện không thể hô hấp như vậy, ngay tại thời điểm mục trần còn đang khiếp sợ, 10 tòa nguyên thủy pháp thân vỡ vụn, sau đó thân thể hóa thành vô số đạo lưu quang màu vàng, hướng phương hướng bất đồng tán loạn mà đi, ai cũng không biết những mảnh vỡ nguyên thủy này sẽ rơi xuống nơi nào. Thế nhưng, Mục Trần vào lúc này thân thể lại xảy ra biến hóa khác thường, một cỗ lực lượng phi thường kỳ lạ từ trên năm tòa pháp thân nguyên thủy, trong cơ thể lưu chuyển ra, trực tiếp hướng về phía mi tâm Mục Trần, không ngừng hội tụ, cuối cùng mi tâm lại hiện ra một đạo hoa văn thần bí màu vàng, ở trên hoa văn màu vàng này, xác thực tản mắt ra ba động nguyên thủy cổ xưa, đang kịch liệt lóe lên, tựa hồ cùng 10 tòa pháp thân nguyên thủy hình thành liên lạc không nhìn thấy, trong 10 tòa pháp thân nguyên thủy vừa vỡ vụn, đã có năm tòa pháp thân nguyên thủy như vạn cổ bất hủ thân, vô tận quang minh thể, thái linh thánh thể, hoang thần tổ thể, dạ thần cổ thể mà ngay khi mục trần vừa mới xuất hiện trong thế giới này năm tòa pháp thân nguyên thủy trong quá khứ bất chi bất giác sinh ra liên hệ với pháp thân nguyên thủy trong cơ thể mục trần mới có đường vân màu vàng thần bí ở mi tâm điều này đối với mục trần mà nói quả thực chính là tâm nhãn tìm kiếm pháp thân nguyên thủy vô luận pháp thân nguyên thủy ở địa phương nào chỉ cần trong phạm vi tâm viêm có thể cảm ứng được đều có thể tìm ra vị trí của các đại pháp thân nguyên thủy ngay sau khi những pháp thân nguyên thủy vỡ vụ này bắt đầu hướng về các đại giới khác nhau của đại trụ cửu giới hoa văn màu vàng nơi mi tâm mục trần lại lần nữa quỷ dị lóe lên trong nháy mắt mục trần lại có thể nhìn thấy khu vực không gian vô cùng xa xôi cho dù là linh hồn chủ cảnh cũng không thể rào xét được mục trần trong lòng dừng lại không kịp phản ứng cỗ kỹ năng này thật sự là quá mức quỷ dị sau đó mục trần lại muốn xác nhận một chút đây là kỹ năng gì trượt hoa văn màu vàng giữa mi tâm hắn lại lần nữa lóe ra dần hình thành một con mắt màu vàng càng làm cho người ta quỷ dị chính là đôi mắt màu vàng kim này giống như vật sống bắt đầu chuyển động trái phải trên dưới một mặt này làm cho tiêu viêm lâm động đều cảm thấy hết sức tò mò trái lại mục trần bên này hắn lợi dụng con người màu vàng sau đó chính là có thể trong nháy mắt nhìn thấy vô số đạo lưu quang màu vàng rơi vào trên đại giới khác cái nhìn này dĩ nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ viễn cảnh đại trụ có thể nhìn thấy rõ ràng chín thế giới trong đại trụ trong đó ba thế giới cực kỳ mơ hồ mà sáu thế giới khác thì nhìn vô cùng rõ ràng ở phía dưới cùng ba đại giới chính là thiên nguyên giới đại nguyên giới cổ bá giới trong đó thiên nguyên giới chính là quê hương của ba người tiêu viêm lâm động mục trần mà ở ba đại giới này xa xôi phía trên còn có thế giới khác thật sự là thiên nhiên giới thiên nhân giới thiên tâm giới mục trần ánh mắt lần thứ hai hướng lên mặc dù có thể nhìn thấy thế giới nơi đó nhưng là không có nhìn thấu cảnh tượng trong đó hình ảnh đều là phi thường mơ hồ bởi vì nơi đó là thế giới của thần bất quá vô số mảnh vỡ thân thể pháp thân nguyên thủy rơi vào trong thế giới mơ hồ kia cùng với các đại giới khác của đẳng cấp thứ hai và thứ ba sau khi tiến vào các đại thế giới màng mỏng tất cả kim quang đều biến mất không thấy nhưng mục trần đã khóa chặt một vị trí pháp thân nguyên thủy rơi xuống vị trí này nằm trong thiên tâm giới đẳng cấp thứ hai cho nên trong thiên tâm giới nhất định có pháp thân nguyên thủy thứ sáu tồn tại sau khi xác nhận vị trí tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu mục trần trực tiếp thu hồi lực lượng con người màu vàng tầm mắt trực tiếp biến về bộ dáng ban đầu mà con người màu vàng vốn ở mi tâm cũng biến mất không thấy tựa hồ lúc thôi động lực lượng con người màu vàng có thể tiêu hao lượng lớn năm tòa pháp thân nguyên thủy trong cơ thể lúc này mục trần muốn thi triển pháp thân nguyên thủy cực kỳ khó khăn cần vài ngày khôi phục mới được mục trần đã tìm được vị trí của tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu chưa khi tiêu viêm lâm động nhìn thấy đôi mắt màu vàng nơi mi tâm mục trần biến mất hắn chậm rãi mở miệng hai người bọn họ đều biết biến hóa trên người mục trần vừa rồi dường như có liên quan mật thiết đến mười tòa pháp thân nguyên thủy mà sau khi cảm giác được trong cơ thể mình tiêu hao hơn phân nửa lực nguyên thủy thân thể hơi có chút suy yếu sau đó gật đầu nói tìm được rồi người sau hai người lúc này lộ ra một tia mỉm cười xem ra lần này xuyên qua quá khứ thế giới cũng là đáng giá các ngươi là người của thế giới tương lai ngay tại thời điểm ba người thở phào nhẹ nhõm lúc này trên không trung cái hắc ám hư ảnh kia dĩ nhiên như cũ đứng ở trên đó hắc ám kia trực tiếp hướng về ba người bọn họ gào thét mạ đến thần sắc ba người tiêu viêm lâm động mục trần nhất thời ngưng tụ lúc này thân thể bọn họ đã không thể nhúc nhích chút nào bởi vì khí tức hắc ám hư ảnh kia vững vàng bao phủ trong đó với bọn họ ba người quát to lên, muốn thoát khỏi nơi này đã không còn kịp rồi, nhưng bọn họ lại cảm thấy vô lực, những khí tức này vô cùng đáng sợ, lại có thể trong nháy mắt ăn mòn thế giới lực lượng, ngươi là ai? Tiêu Viêm ổn định tâm thần, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng truyền ra, tuy rằng lực lượng thực lực hai bên bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp độ, nhưng bọn họ đều là người từ bên bờ sinh tử đứng lên, tự nhiên tâm tính có tư thái vượt qua người thường, Hắc Ám Như Hư ảnh không trả lời, nhưng tiếng cười lạnh này cực kỳ đáng sợ, sau một khắc, khí tức Hắc Ám chuẩn bị đánh chết ba người Tiêu Viêm Lâm động mục trần, trong lúc ngàn cân treo sợ bún, lực lượng thời gian tổ phù trực tiếp đưa linh hồn ba người bọn họ vào trục thời gian, mới tránh thoát một kiếp, bọn họ ở dưới thời gian chi lực bao phủ, bắt đầu trở lại thế giới ban đầu của mình, khí tức tử vong cực độ vừa rồi vẫn ở trong đầu bọn họ thật lâu không tiêu tan, vào giờ khắc này, ba người bọn họ mới chính thức cảm nhận được không có một tiên cơ hội chống lại, linh hồn của bọn họ lần nữa trở lại trong thế giới, trên ngọn núi Thiên Uyên vực, thời gian lực vô cùng huyền ảo kia cũng bắt đầu dần dần biến mất, trong chốc lát, ba đạo lưu quang bắn vào trong ba đạo thân thể, nguyên bản thân thể vẫn đứng ở nơi đó không có bất kỳ động tĩnh nào giờ phút này đều là chậm rãi mở mắt ba đạo thân thể đều là ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển vừa rồi cỗ khí tức nguy hiểm kia thật sự là để cho bọn hắn không thể nào quên thật sự nguy hiểm tiêu viêm lầm bẩm nói lầm động ánh mắt lóe lên cũng mở miệng nói quả thật rất mạo hiểm nếu không thời gian chi lực ở thời khắc mấu chốt cuối cùng đưa bọn họ trở về thế giới hiện tại chỉ sợ cũng thật sự bị bỏ lại trong thế giới quá khứ tiêu viêm huynh lâm động huynh vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rõ ràng chúng ta đi thế giới quá khứ theo lý thuyết người ở quá khứ sẽ không nhìn thấy tương lai mới đúng mục trần tuy rằng trong lòng khó có thể bình ổn nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc kia nhưng càng làm hắn nghĩ không ra chính là vì sao đạo hư ảnh hắc ám kia có thể nhìn thấy ba người tiêu viêm lâm động mục trần hơn nữa từ trong câu nói hắc ám hư ảnh kia biết được lại có thể đoán được ba người tiêu viêm đến từ thế giới tương lai tất cả những thứ này làm cho ba người tiêu viêm lâm động mục trần phi thường khó hiểu cũng đoán không ra nguyên do trong đó đến tột cùng đại biểu cho cái gì lâm động lắc lắc đầu coi như là hắn thúc đẩy thời gian chi lực để cho mọi người xuyên qua quá khứ nhưng người quá khứ lại vì sao có thể nhìn thấy bọn họ ba người lại không biết có lẽ đạo hắc ảnh kia thực lực đã không phải bình thường cho nên mới có thể biết được chúng ta tiêu viêm phân tích nguyên nhân sự tình sau đó liền cho ra cái kết luận này đây cũng là lý luận duy nhất có thể giải thích nghe tiêu viêm nói xong lâm động và mục trần trầm mặc một lát rồi gật đầu đồng ý bất quá mục trần mi tâm màu vàng trên con ngươi là vật gì tựa hồ rất không tầm thường tiêu viêm đem chuyện này ném ra sau đầu nếu nghĩ không ra vậy trước hết không nên nghĩ có lẽ ở sau này tiêu viêm bọn hắn tự nhiên sẽ biết được đó là vật gì sau đó một bộ hứng thú nhìn Mục Trần mở miệng nói, Tiêu Viêm nói như vậy, Lâm Động không nói gì, nhưng thần sắc cũng nói cho mọi người biết, Mục Trần đầu tiên là lấy tay sờ sờ mi tâm bóng loáng của mình, sau khi hai mắt khép hờ cảm thụ được một cỗ lực lượng kỳ lạ cực kỳ yếu ớt, trong cơ thể, chậm rãi mở hai mắt mở miệng nói, ta nghĩ cái này là có thể để tìm năm tòa nguyên thủy pháp thân còn lại, vừa mới nghe ngươi nói, đã tìm được vị trí cụ thể của tòa thứ sáu nguyên thủy pháp thân, Mục Trần gật gật đầu, tiếp tục nói, ta thông qua con người màu vàng vừa mới hiện ra, thế nhưng thấy được toàn bộ hình dạng đại trụ, hơn nữa cuối nhìn thấy, 10 tòa pháp thân nguyên thủy toàn bộ rơi vào trong các đại giới của đại trụ cửu giới, tuy rằng đại trụ rất lớn, nhưng vẫn như cũ dưới lực lượng của con người màu vàng kia, tòa pháp thân nguyên thủy thứ 6, vẫn bị ta vững vàng nhớ kỹ thế giới sau khi rơi xuống, đó chính là thiên tâm giới, ba chữ thiên tâm giới vừa ra, ánh mắt hai người Tiêu Viêm Lâm động trở nên đặc sắc khác thường, thiên tâm giới, không phải là thế giới chuyên tu pháp thân sao, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao, xem ra ngươi cần phải đi thiên tâm giới một chuyến có lẽ ở nơi đó ngươi có thể tìm được đáp án mà ngươi muốn biết, cùng với sự tồn tại của tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu, giọng nói của Lâm Động vô cùng trầm ổn, cũng không có tính cách tiêu sái như Tiêu Viêm, nhưng thực lực của Lâm Động quả thật không thể nghi ngờ, cho dù là Tiêu Viêm cũng công nhận Lâm Động là một trong những đối thủ duy nhất của hắn, Mục Trần cũng từ chối cho ý kiến, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, dù sao nửa năm sau, giới vực của thiên nhiên giới sẽ mở ra, cái giới vực này chính là cổ nguyên giới, cổ nguyên giới cách ngàn năm sẽ tự động mở ra, chư thời tiết vận chi tranh, lấy quyết định chư thiên tương lai khí vận cùng vạch yếu các chư thiên tham dự càng nhiều tổ khí sinh ra sẽ càng mạnh cổ nguyên thiên huyền diệu vô cùng từ khi sinh ra tới nay chính là hóa thành ba tầng không gian mỗi một tầng không gian đều có được cổ nguyên thiên sinh ra tổ khí tổng sản lượng hai thành mà mỗi một tầng không gian chỗ sầu nhất mang chín cái hư không thông đạo chín cái thông đạo có phân chia mạnh yếu nếu là đả thông hơn nữa chiếm cứ thông đạo mạnh nhất đem nó nối tiếp hướng chỗ ở thiên địa có thể làm cho chỗ ở thiên địa đạt được tổ khí lớn nhất như vậy bốn thành còn lại do người thắng cuối cùng tiến hành phân phối những tổ khí này không chỉ có như thế đây đã là tổ long địa phương tự nhiên có thần vật cho nên cuộc tranh giành tổ khí này cũng là nơi tốt nhất để ba người tiêu viêm lâm động mục trần ngày sau thành thần tiêu viêm huynh lâm động huynh còn một chút thời gian nữa là đến cuộc tranh giành tổ khí ta chuẩn bị một mình đến thiên tâm giới xem tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu có ở trong thế giới đó hay không nhưng ta sẽ trở về khi cuộc tranh giành tổ khí bắt đầu hai người tiêu viêm lâm động nghiêm túc nói với mục trần cũng tốt, lần này đi nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao bọn họ họ đi tới thế giới cấp 2 không lâu, cũng không hiểu rõ một ít tồn tại cường đại không biết tên trong những thế giới này, tuy rằng thực lực của bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tám chữ này cũng không nên quên. Tốt. các ngươi ở thiên nhiên giới cũng lưu ý nhiều hơn một chút, ta cảm giác thiên nhiên giới này bên trong có một tia khí tức cực độ mịt mờ. Mục Trần đồng dạng đối với hai người trịnh trọng nói, nghe vậy, Tiêu Viêm và Lâm Động nhìn nhau, sau đó chậm rãi mở miệng nói, người nói khí tức của vực ngoại tà tộc sao? Mục Trần gật đầu không phủ nhận, bởi vì khí tức mịt mờ mà hắn cảm ứng được chính là vô cùng tương tự với ngoại vực tà tộc năm đó, mặc dù không giống nhau như đúc, nhưng đạo khí tức mịt mờ kia đích xác từ một góc độ nào đó mà nói, hai người bọn họ có một tên liên hệ, cỗ Tà Linh chi khí phát sinh trước đó trong Tân Thiên hẳn là ngoại vực tà tộc không thể nghi ngờ nói chính xác hơn hẳn là thánh tộc bất quá coi như là thánh tộc năm đó nguyên tôn có thể diệt như vậy ba người chúng ta cũng có thể diệt những vật tà linh này lâm động ta vô cùng không thích lắm lâm động nói xong trong ánh mắt có tinh không thần bí lưu chuyển làm cho người ta cảm giác vô cùng sâu không lường được đây chính là đến từ võ tổ trấn nhiếp càn khôn lâm huynh nói rất đúng chỉ cần những thứ này tà linh chi vật vừa xuất hiện ở trong những thế giới này, ta tiêu viêm cũng là cái thứ nhất sẽ không để cho thực hiện được. Mục Trần nhìn thấy tiêu viêm và lâm động nói rung động, lại có khí thế cường đại như vậy, không hổ là viêm đế và võ tổ. đương nhiên, Mục Trần cũng đồng dạng có một cỗ nhiệt huyết đang bốc lên, chỉ cần những thứ này nguy hại thế giới, như vậy bọn hắn liền muốn không ngừng trở lên mạnh mẽ, cần trở lên mạnh hơn mới có thể có thực lực thủ hộ một phương đại giới. Ba người ở thiên uyên vực đỉnh núi nói chuyện với nhau trong chốc lát, Mục Trần chính là khởi hành rời đi thiên nhiên giới, đi tới đẳng cấp thứ hai, thiên tâm giới nếu như tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu thật sự tìm được ở thiên tâm giới như vậy mục trần có lòng tin có thể đột phá tới mạnh nhất chúa tể đỉnh phong thậm chí cao hơn cảnh giới đương nhiên đây chỉ là dự đoán của chính mình nếu như có thể trong mấy tháng từ chúa tể mạnh nhất trung kỳ lại đột phá tới chúa tể mạnh nhất đỉnh phong chỉ sợ ở thiên nguyên dưới bực này cường giả như mây trong thế giới đều tìm không ra sau khi mục trần cáo biệt mọi người trực tiếp ngồi trên con thuyền thiên nguyên rời khỏi thiên nhiên giới trên người cũng mang đủ chủ khí đan đủ cho mục trần từ thiên nhiên giới đi tới thiên tâm giới đương nhiên tiêu viêm cũng cho mục trần mới viên đan dược tiên phẩm cao dai tiêu viêm và lâm động ở lại thiên nguyên giới tiếp tục tu luyện dù sao thực lực của bọn họ hiện tại tuy rằng tăng lên nhưng bước chân tu luyện sẽ không dừng lại đến đây mình xin kết thúc tập này nếu hay hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều